Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì buổi tối ngày hôm nay em Thắng lên một ít đồ nghề hàng bãi cho anh em. Đồ hôm nay thì nói chung là đồ bự, đồ đẹp cũng có hết ha. Thế nên mình xem có cái sản phẩm đó phù hợp với mình thì mình chốt giúp em. Bên này thì em sẽ giới thiệu cho mừng cái cưa, cặp thước, mấy cái kìm, mấy cái khóa đâu ha. Cờ lê, một cái bộ tiếp, một cái hộp đựng khẩu, một cái bộ rút IV cluster, hai cây cưa, một cây mỏ lết nhôm size 900 mm của Super, cái vít đóng, hộp mũi khoan, bộ khóa của KTC và hai cái thùng. Rồi bên em sẽ có hai hình thức giao dịch ha. Anh em mình chuyển khoản em bao ship, ship code thì mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em. Rồi mã số đầu tiên trong clip này thì em Thắng sẽ vào cho mọi người, đó là một con kìm ha. Để em lấy cây sợi dài cắt cho anh em. Rồi đầu tiên thì mã số 1, một con kìm nhọn nha anh em. Cái này thì nó của hãng vừa sale, mài kìm thì nó cũng không có mới lắm ha, vừa sale này do rít nội địa Nhật này. Mài kìm thì nó cũng không có đẹp nha anh em, nhưng mà còn dùng rất là ngon, lưỡi cắt khít, răng kìm ok. Vỏ của mình là vỏ dài nha, vỏ nhầy của hãng vừa sale ha. Cắt ok nha anh em, đó ha, cắt ok ha, của vừa xem. Và con này nó dài 16 cm anh em, dài được là 16 cm, A1 giá 80.000. Tiếp theo A2, một cây kìm nhọn của Engineer. Con này thì nó được xi tráng rất là đẹp, không có bị rỉ ha. Đây, cây kìm nhọn của hãng Engineer ha. Đó. Kìm cũng rất là ngon, ren kìm cũng còn khá là ngon này ha. Engineer vỏ màu xanh lá cây nha mọi người, bỏ màu xanh lá, cắt ngọt ha, cắt rất là ngọt luôn, dài 16 cm luôn ha, dài 16 cm luôn. Rồi con Engineer này A2 giúp em nha, 100. A3 là một cây của ông Victor nha nè, một cây của Victor. Con này thì vỏ dài luôn này ha, vỏ của mình vỏ dài, mài kìm còn đẹp, sâu xích nội địa Nhật Victor, có một lỗ tròn tuốt lưỡi cát cũng như là cái vòng kẹp ốc ha. Con này thì ren cỏ đã có xài, ren cỏ đã có xài, cắt ngọt, cắt ngọt ha, vỏ dài. Rồi cũng dài 16 cm luôn nha anh em, dài 16 cm luôn. A3 cái kìm Victor này em để giá là 100 luôn ha. A4 một cái kìm bằng, con này của thương hiệu hãng Mary, về phần vỏ cũng như còn khá là ok nha, vỏ màu vàng, phần mạc nhạt như thế này ha, vỏ lành lặn nha, không có bị rắn, không có bị cắn, bị rách như anh em Mary Japan. Đây 160, con này thì nó dài 19 cm nha, sáu zít nội địa Nhật. Đây là mặt kìm phía trước, mặt kìm phía sau ren không có dập ha, ren còn rất là đẹp đẹp, chỗ này ren kẹp ốc ha. Cái kìm Mary vỏ dài, dài 16 cm, cắt ngọt ngào nha, cắt khá là ngọt. Rồi con kìm Mary này A4 giúp em nha, A4 giá 160.000. Tiếp theo A5, A5 thì cái này size 19, dòng silver của SK11. Đó, có vết cắn nhẹ thôi nhưng mà con này còn rất là ngon ha, xấu xích nội địa Nhật này, vỏ kìm dài rất là ngon, SK11. Đó. Rồi ren kìm này cũng khá là ok nha anh em. Đây, cắt ngọt ha, cắt ngọt ngào luôn. Con này thì cái vỏ kìm được cũng có cắn nhẹ ha. Cái này thì em cũng để 160.000 nha, mã số là A5, 160.000 luôn nha mọi người. A5 160. A6 thì một cây kìm bự, cây này của thương hiệu Fujiya. Tuy nhiên thì cái vỏ phần dưới này nó có bị tác nhẹ một tí nha, vô đĩa bảy nhưng vật khắc nó cắn, còn lại thì vỏ thì cũng còn khá là ok. Một cam ha, của Fujiya. Đây là mạch kìm phía sau, mạch kìm phía trước Fujiya này, do tích nội địa Nhật này ha.
có vài cái vết chấm xỉ hàng do người ta dùng để kẹp gì đó ha, rang kìm nó ngon lành nè, không có mẻ. Đây, rang kìm nó còn ok hết ha. Cách ngọt ngào nha anh em. Cách rất là ngọt ha, cách khá là ngọt. Và con kìm của thương hiệu hãng Fujiya này nó dài tổng thể được là 21.5 này, 21.5 ha. Cái này thì vỏ nó hơi tát nhãn tí thôi chứ còn khá là ngon. A6 giúp em nha, 160.000. A7 thì em có một cái cặp thước lá của Shinhwa, cặp này còn khá là đẹp ha. Rồi đầu tiên của mình là K3TAC này, K3TAC này nó còn khá là mới nha anh em. Này, của thương hiệu Shinhwa này, anh em mình thấy văn thước cũng khá là đẹp, nó được nhũ bạc nên là anh em mình thấy còn khá là ngon ha. Made in Japan đó. Đây, cũng khá là đẹp nha mọi người. Mặt bên này nó có những cái thông số tắp rêu hay nọ ha. Xin qua hiện kim bên cục. Cái thước này là cái thước ba tắc ha, cái thước là ba tắc. Tiếp theo là một cái thước lá một tắc rưỡi xin qua luôn, Made in Japan luôn ha. Rồi hai con này còn khá là đẹp nha anh em, một cây một tắc rưỡi và một cây ba tắc. Cặp thước này em để giá 130.000 hai chiếc ha. A7 130, A8 một cây cưa còn rất là đẹp nha anh em. Đó, dàn này là đây đồng này ha, ốc bằng đồng của thương hiệu Kanzawa. Đó, đây lưỡi cắt rất là bén nha anh em. Đó, con này lưỡi còn khá là mới luôn. Đó, đồng mũi nhọn, rang lưỡi cưa ha. Thì con này cái chiều dài cái lưỡi cưa sử dụng của mình á, mình đo được là 20 sen nha, 20 sen. Rồi cái cưa này em để giá là 180.000 nha, mã số là A8. Tiếp theo A9 em có một cái khóa trầm còn khá là đẹp này, nước xi rồi còn mới, của thương hiệu Hoàng Top ha. Top Japan nè anh em, Top Japan ha, còn nước xi còn khá là đẹp ha. Con này số bên này là số 12 ly nha, số bên này là số 14 ly ha. Đảo chiều bên này cũng vậy nha, đảo chiều. Đó, còn rất là đẹp nha anh em, rang kim nó còn ngon lành nè. Thì cây khóa chồng của Top này số 12 và số 14 nha, nó có tổng chiều dài được là 22 sen, tổng chiều dài được 22 sen nha. A9 giúp em. A9 nha, 180. A10 một cây mẫu led của thằng Top ha, một cây mẫu led của Top ha, size 200mm cũng khá là mới nha. Này mưa ngầm gần như chưa xài luôn anh em. Đó, hàng 7 còn mới tinh, rất là đẹp, Top Japan nè ha. Đây, mưa ngầm anh em tháo trên phao, cái này nó chưa xài nha, rất là đẹp cho nên mình thêm mình sưu tầm. Đó, còn khá là mới ha. Cái này size 200mm nha, độ mới ngầm của mình thì nó mở được là 25 ly ha. Rồi anh em thích cây mỏ lít của Top size 200 này, mọi người chốt giúp em A10 ha, 120.000 nha anh em. A10 120. A11 một cây khóa bốn, một cây khóa của thằng Top nữa ha. Cây khóa của Top này là cây khóa Top 4 đầu số nha anh em. Số của mình là gồm có 9 ly này, 10 ly này, 11 ly này và 12 ly của hãng Top Japan nha. Hãng Top thì rất là chất lượng rồi. Rồi anh em mình sẽ xem phần bánh cốc này. Đó, bánh cốc nó còn nguyên vẹn không có bị mòn ha. Đây, bên này cũng vậy nè. Phần của Top thì làm rất là chất lượng. Đây là rang ngầm bên trong. Là thì em đã vệ sinh dầu nhớt rồi, anh em mình yên tâm vô việc xài. Đây. Rạc 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 nè. Lâu lâu anh em mình cho vào dầu nhớt vào ha. Đảo chiều rạc qua. Rồi, bên này cũng vậy nha. Đảo chiều gạt qua. Rồi anh em nào thích cái khóa 4 số này của Top ha, mọi người mình chốt giúp em mã số là A1 A11 ha. A11 cây khóa 4 số này của Top này giá 180. A12 là một cây khóa chữ T, đầu thiết kế kiểu lét léo luôn ha. Đó, thì cái này là nó đến từ thương hiệu là hãng Tone nha anh em. Đây,
thương hiệu hãng Tone. Cái này nó chuyên về ốc 12 ly ha, của Tone nha anh em. Mà ốc 12 ly đầu 6 cạnh của Tone còn khá là đẹp ha. Thiết kế kiểu dạng chữ T này. Thì con khóa Tone này nó dài tổng thể được là 32 sen ha, 32 sen. Rồi mã số cho cái khóa Tone này của mình là A12 ha. A12 150. A13 một cây mỏ lết nhôm màu hồng rất là dễ thương của Top ha, giá 108. Này mảnh nhôm nó khá là nhẹ nhàng, nó mở được từ 16 cho tới 68 mm ha. Ha. Đó, da ben này, ren cổ đồ còn ngon lành hết nha anh em. Đây. Mở ra mở vô thì sai thôi ha. Của Top nha anh em. Cái ren này là ren ghép nha, không phải là nó bị bể nha anh em. Cái này là thiết kế của nhà sản xuất nha. Đó. Thiết kế của nhà sản xuất. Mở được 68 ly ha. Đó, còn đẹp nha anh em. Đó, chung là người ta đã có xài rồi, mảnh nhôm như thế này là còn khá là đẹp. A13 giúp em 108. A14 là một cây em vít led của thương hiệu Vercel. Này nó có thêm hai cái đầu vít để trên lên ha. Hai đầu vít này là một đầu vít âm và một đầu vít dương. Đó, của thương hiệu Vercel Japan này. Đây. Vercel Japan ha. Một cây vít led luôn. Đó. Đầu này thì nó đã có gắn cho mình một đầu vít rồi, như là con này anh em mình sẽ sử dụng được ba đầu vít luôn. Đó. Đây, đảo chiều thì mình sẽ gặp quá ha. Đó. Đảo chiều. Ngon lành ha. Rồi, anh em mình bật qua một chế độ thì nó sẽ ở giữa ha. Đảo chiều, lát đảo chiều rất là hay ha, của Vercel. Rồi con fit đảo chiều của Vercel nó có thêm hai đầu mũi ha. A14 giúp em con này 120. 15 là một cây vít đóng của Vercel luôn. Này thì nó cũng hơi cũ tí, nhưng mà anh em xài còn ngon nha. Đó, loại gỗ của Vercel này thì nó dùng rất là chắc chắn ha. BH2 nha. Này. Đó, bốn cạnh BH2. Rồi chiều dài mình đo được là 20 cm nha. A15 90.000. A16 một coi mẫu lết của Mỹ ha. Còn mẫu lết của Mỹ, con này là đến từ thương hiệu Chimo nữa nè. À, thương hiệu Chimo nha anh em. Đó, dòng mỏ lết răng có thương hiệu Chimo ha. Đây USA này. Đây. Ren cổ đồ còn khá là ok nha. Mỏ lết răng size 300 nha anh em, dài được là 30 cm. Thì con này cái độ mở ngàm của mình á, nó mở được là 4 cm nha anh em. Con này nó mở ngàm được là 4 cm ha. Đó. Rồi anh em thích cây mỏ lết răng của Timo của Mỹ này, có thể mua sự sưu tầm nữa ha. Hàng cổ rồi. A16 300.000. A17. A17 thì em có một cái con dao đi rừng ha. Con dao đi rừng. Đó. Con này rồng ráng rồi rất là nhiều chữ nghĩa rồi đó ha. Đây nhỏ nhận còn xinh xắn là giá 200. Nó dài tổng thể được là 22 cm này. Chiều dài với sử dụng của lưỡi cái cán dao là 11 này. Bản bơ nhật của mình là 35 ly và độ dài phần sóng của mình là tầm khoảng là 4 ly, tầm khoảng 4 ly ha. Đây, có rồng ráng đầy đủ ha. Đó, về nên mình thêm mà thêm ha. Đó. Rồi con dao này em để giá 200.000 ha, A17 200.000. 18. 18 thì một cây cưa của Kanzawa đấy nè anh em. Cái này thì cái phần này cán cao su cam ha, còn khá là mới. Đây, lưỡi cũng còn mới đây. Ha. Đó. Vì anh em mình bỏ lưỡi vào mình xài ha. Đây. Thì Kanzawa thì nó sẽ có hai mạch lưỡi nha. Một bên ren nhuyễn và bên ren thưa. Anh em mình dùng bên nào thì mình bỏ vào. Đây. Đó. Mình sẽ mở cái ốc này ra ha. Đó. Bỏ vào. Đây. Đó. Mình sẽ bàn lại ha. Đó. Thao tác rất là nhẹ nhàng, dễ dàng ha. Rồi, dài được 20 cm là phần cán ha. Phần chiều dài lưỡi thì mình có thể mình tăng chỉnh. Mã số A18 giúp em 100.000. A19 cây cần tự động 1/2 của thương hiệu Mitoloy nha. Một cây cần tự động 1/2 của Mitoloy Japan ha, thép Alastair. Trên này nó có đầu mới ốc 21 ly nữa nè. Hoạt động ngon lành ha, đảo chiều. Đầu 1/2 nha, đường kính là 12.7. Rồi, cây này thì nó dài được là 25 cm. A21 ha, A19 giúp em nha, cây cần tự động 1/2, giá 220.000. A20 là một cây cần trượt 3/8 nha, của thương hiệu Kowa, đầu này nó được xi đen ha,
Đây, thương hiệu khoáng cua qua nhanh em hàng nội địa luôn. Cây này thì chiều dài của mình là nó được 25 cm, một cây cần trượt ha. Ở dưới này nó có cái rãnh đó. Một cây cần trượt 3/8 ha. Rồi anh em là thích cây cần trượt 3/8 này, mọi người cho giúp em mã số là A20 ha, 106 21, một cây nối dài 3/8. Con này thì nó đến từ thương hiệu hãng Tone ha. Đầu này nó thiết kế gấp bom bo như thế này ha, 3/8 nha anh em, còn đẹp. Rồi cây cần nối dài này của Tone nó dài được là 15 cm nha. Mã số của mình là A21. Đây. A21 ha, 80.000. 22 là một cây cần tự động nhỏ. Cây này là 1/4 nha, đường kính 6.25 siêu nhỏ luôn của Tone. Đó. Đầu ngàm thì còn ok nha, có tróc xi thôi nhưng mà còn khá là đẹp. Đây này của hãng Tone nha anh em, 1/4. Cho nên mình vẽ những cái khâu nhỏ ha. Đó. 1/4 ha. 6.35 đó anh em, chút xíu ha. Rồi E22 ha, con này giá 100.000. E22 100. E23 là một cái đầu chuyển nha anh em. Cái đầu chuyển này là từ 12.7 qua 19 ly ha, từ 1/2 qua 3/4 ha. Đây của hãng Tone nha anh em. Đây, từ 1/2 qua 3/4, đường kính là 19 mm. Rồi cái đầu chuyển này của Tone A23 giá 150. A24 là một cái nối dài cùng với là một cái khẩu của Tone ha. Một cái nối dài này là 3/8 của Tone ha, nối dài 75 ly và một cái khẩu 17 ly ha, mới chưa xài luôn. Đó, hai chi tiết ha, một cái khẩu 17 ly của Tone mới chưa xài Japan. Cùng với đó là một cái nối dài 3/8 nữa, hai chi tiết này 100.000 ha. A24 100. A25 một cái kìm thuốc da hệ số A ha. Một cái kìm thuốc da hệ số A này. Đó, của thương hiệu hãng Vercel Japan giá 200.000. Đó. Ha. Một cái kìm Vercel của thuốc dây điện ha. Đây, mình bỏ vào. Thuốc dây điện anh em. Đó. Một cái kìm thuốc dây điện của thương hiệu Vercel ha, hệ số A. Thì anh em nào thích cây hệ số A này thì thông số của mình này, mình sẽ tuốt được những da là từ 0.5 cho tới là 2 chấm nha anh em. 0.5 tới 2 chấm. Mã số của mình là A25. 200.000. A25 được từ A26. A26 thì em có một cây búa tạ nha. Một cây búa tạ của thương hiệu SK11, cây này cũng mới nha. Đây của hãng SK11. Cái búa này thì đầu búa là nặng nửa ký. Tính luôn 450 g chứ. Tính luôn phần cán thì cái búa này nó nặng là 600 g nha anh em. Tính luôn phần cán thì cái búa tạ này 600 g, nó một cái búa tạ nhỏ nhắn để mình dùng trong gia đình đó ha. Còn mới nha anh em xem đầu búa này. Em chưa vệ sinh nữa anh em thấy còn những cái văn tiện tròn tròn đó ha. Đầu búa còn mới, đẹp. Và cây búa tạ này của SK11 ha, nó có tổng chiều dài mình đo được là 30 cm. Đường kính đầu đóng búa này của mình là được 3 cm ha. Và mã số cho cây búa này của mình là A26 180.000. Tiếp theo A27 thì có một cây vít ha, một cây vít của thương hiệu hãng Tunmat, là dòng này là chuẩn nội địa luôn nha anh em, Made in Japan này. Cái này thì bên trong nó sẽ có những cái đầu dương và đầu âm để anh em mình thay thế, và cây này nó còn mới gần như chưa xài. Đây, mình sẽ dặn là cái vít nhắn nha anh em, cái vít nhắn. Cái này anh em mình cho tí dầu nhớt vào ha. Đây, để em cho tí dầu vào. Này, cái này lâu lâu mọi người cho tí RB7 đồ vào ha. Đấy, để cho nó êm ha. Đó, ok rồi này mọi người ha nha. Cho tí RB7 vô thôi là rất là ok. Đó. Cho tí nữa ha. Đây, những cái này thì nó thiết kế tại ông Rang này, nên anh em mình lâu lâu mình cho RB7 vào ha. Chứ nhiều khi anh em mình nhận hàng ok sao nó cứ ngắt thế. Nói chung là những cái này là anh em mình cho dầu mỡ vô ha. Đó, dầu bôi trơn vào. Đó. Rồi khi mà một khi nó được hoạt động trơn tru rồi thì anh em mình nhắn máy nhắn ha. Đó, nó quay lại bình thường. Đó, một cây đại vít nhắn ha, Tunmat còn khá là mới nha. Thì con này nó có tổng chiều dài mình đo được là 26 cm nha. Cây vít này em để giá là 180.000 nha. Trong này nó có được 5-6 cái đầu mũi ha, đầu mũi âm, mũi dương cũng như là đầu lá dấu nữa. A27 180. A28 thì có một cây khóa clip mở ống dầu nha, của thương hiệu KTC. Đầu bên này là đầu 10 ly này, và đầu bên này là 7/16. 7/16 thì mình quy đổi ra hệ số mét là 11.1 mm ha. A28 giúp em 80.000. A29 em có một cây khóa của Toyota số 12 và 14 ha. Kiểu dáng của KTC này, của hãng Toyota này, Japan này anh em. Này, về hình thức thì đầu cũng còn khá là ngon nha.
Đó, nên mình mở ốc 12 và mở ốc 14 ha. Rồi cái khóa của Toyota này em để giá 100.000. A29 nha. A30 tương tự, cái này của KTC thép alloy nha. Đó. 12 14 luôn, KTC này, 6 zip nội địa Nhật này. Thép alloy steel. Đó. Đầu rang cỏ đồ cũng đẹp. Rồi cây này A30 giúp em nha. A30 100.000. A31. Con này số bự hơn, số 14 và số 17 của KTC. Đó, đầu đồ cũng đẹp này anh em không? Trắng non trắng nà. Đó. Lâu lâu nó có vài vết lắm thôi, chứ còn rang cỏ đồ cũng nguyên vẹn ha. A31 cây 14 17 này 100. A32 thì cái này cũng vậy nha. KTC giáp xích nội địa Nhật thép alloy steel. À, 14 17 luôn. Đó. Đầu 17 này, đầu này đầu 14 này. Rồi, tương tự con 14 17 này A32 nha. 100.000. A33. 14 17 luôn nha anh em. Đây. 14 17 luôn, thép alloy steel Japan luôn. Đó. Đầu cũng mới đẹp nè. Đây. Bên trong nó có tróc xi nhẹ thôi ha. A33 100. A34 thì có một cây khóa của lê này rất là mát tiền này, của Steco này, cho như là thiết kế cho anh em mình làm điện lạnh hay sao á. Số của mình là số 9 và số 2 nha, của thương hiệu Tone Japan nha. À, của thương hiệu là hãng Steco chứ. Đây, Steco Japan ha. Mã của mình là TA733 ha, TA-5. Cái này giá mới nó tiền triệu anh em. Mát kinh khủng. Đây, thiết kế cái đầu mở như thế này nha. Cũng khá là nặng nha anh em, con này nó nặng, trọng lượng của mình nó nặng nửa ký rồi ha. Chiều dài tầm khoảng là 30 cm. A34 ha, 280. A35, một con top siêu to khổng lồ. Một con top 32 ly. Đó. Nặng 8 lạng ha. Đây còn mới tinh anh em. Ha. 32 ly mà mới tinh nè. Này Japan nè, dập nổi ha. Hãng top nè, giao dịch nội địa nha. Đó, hãng top này rất là ngon nha anh em. Giao dịch nội địa Nhật Japan nè ha. Đây, đầu ngàm rồi còn mới tinh nè, nó còn khá là đẹp ha, cho nên mình thích thằng đẹp. Thì cây top này nó nặng tới 8 lạng nha anh em. Đó, gần 1 ký thép anh em. Đó. Nó dài được là 41 cm. Rồi cây khóa top này mã số của mình là A35 ha. Cây này A35 giá 280 giúp em nha. A35 280.000. A36 thì có một cái bộ khẩu của Marvel. Bộ này em vệ sinh ra rồi, rất là ok nha, nên mình trân trâu về mình xài đó, một cho nên mình dùng trong gia đình này, máy móc rồi luôn đó. Cái hộp này là của Nhật nha anh em, của Marvel này, nhưng mà Marvel này thì cái hãng của mình á, nó mượn của công ty khác, nó gia công nha đó, của thương hiệu Flat, nó gia công. Đây, hộp đựng rất là ngon nha anh em, đó ta cầm sách đi ha. Đó. Rồi thì bộ này thì em chỉ có thay vào một cái càng tự động 1/2 của Mitoloy cho nên mình xài thôi, còn lại là bộ này của nguyên zin ha. Đó, tại vì ở bãi này nó thì cái cần tự động nó cũ quá. À, thì em thay cho mọi người là một cái cây cần của thằng Mitoloy. Đây. Rồi đầu tiên thì mọi người sẽ thấy thông số này, nó để từ 9 này cho tới 26 ly nè. Đây, em thắng xe lái từng đầu cho anh em xem ha. Đầu này là đầu 9 ly này anh em, 1/2 nha. Đầu còn đẹp, nói chung là để bãi lâu thì nó cũng có tróc xi rồi thôi, chứ đầu ok hết nha. Đó, bám bụi rồi thôi nha anh em. 9 ly nè. Đây, 10 ly nè. Đó thì cái bộ này là cái khẩu này là của hãng Flat nha anh em. Hãng Flat này, 10 ly này, đó, giao dịch nội địa Nhật này, anh em thấy không, giao dịch tiêu chuẩn nội địa Nhật cũ này, 10 ly ha, đó, bộ này anh em mình xài gia đình là ngon lành. Tiếp theo là 11 ly này, Flat ha, giao dịch nội địa Nhật, 11 ly, đó, rồi 12, bộ này là đầy đủ số cho anh em mình dùng luôn, đó, bộ 1/2 ha, rồi tiếp theo là 13, đó, 13 ha, một bộ khẩu của Nhật. Đó. 14. Này. 4 đẹp ha, đó, 4 là đẹp này. 4 mới tinh luôn. 15 luôn anh em. 14 là có con 15 nữa ha. Đó, số liên tiếp luôn. Đó, 15 rồi tới 16. 16 Flat ha. Hàng chuẩn nó đi hết nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là 17. Giao dịch nội địa này. 17. 17 rồi tới 19. Đó. À.
1 phần 2 nha anh em. 21. Em vệ sinh em lau dầu hết rồi nha. Anh em mình về mình xài thôi. Đó, mình mở. 23. 23 ha, Eplat. Và lớn nhất của mình là khẩu 26 ly. Bộ này đầy đủ, bộ khẩu nguyên bộ của nó luôn. Đó, rồi, mở tiếp theo là một cây cần trượt. Cây cần trượt 1 phần 2 này ha. Cây cần trượt 1 phần 2. Đó. Cái này thì nó dài 25 cm ha. Dài 25 cm. Đây, một cây cần trượt. Rồi một cây nối dài. Cái nối dài này nó dài được là 15 cm. 1 phần 2 luôn. Rồi một cây đầu 20.6 của Buri. Ha, ống dài. Và một cây cần tự động. Cây cần tự động này thì em lái của thằng Asahi ha. Cây này rất là ngon nha anh em, thép alloy steel Japan này ha. Của thương hiệu Asahi. Đó, à, của thương hiệu Mitoloy chứ, Mitoloy. Đó, hoạt động là ngon lành. Đó. Rồi thì nguyên một bộ khẩu này ha, nguyên một bộ khẩu này đầy đủ chi tiết cho anh em mình xài luôn. Có hộp đồ rất là ngon luôn, của thương hiệu Marvel. Đó. Đây, mọi người chết giúp em mã số cái bộ khẩu này của mình là A36 nha. A36 bộ khẩu này giá 950. A36 950.000 ha. Rồi, A37 là một cái hộp không. À, ví dụ anh em mình đã có khẩu rồi đó ha. Mình đã có khẩu có tiếp rồi, mình mua lẻ rồi thì mình sẽ bỏ vào cái hộp này. Hộp này là của Hero nha. Hero thì cũng là hàng chuẩn nội địa nha anh em. Này giao dịch nội địa Nhật cổ này. Rồi, nó sẽ có hai cái khóa này, hai bên. Đó, thì cái này hình thức thì màu sơn của mình nó không có được đẹp lắm. Anh em về có thể mình sơn lại cho nó cái màu sơn mới nha. Chứ còn cái hình thức thì hộp mình còn vuông vức còn đẹp. Màu sơn zin của mình là màu cam. Đây. Đó, thì bộ này anh em cũng thấy này, có bộ cần tự động này, nối dài cần trượt đó, nó y hệt cái bộ của Marvel hồi nãy luôn. Đó. Thông số cũng từ 9 ly cho tới là 26 ly này anh em ha. Y hệt bộ hồi nãy thôi anh em. Y bộ hồi nãy thôi. Thì cái này anh em mình đã có những cái khẩu rồi và mình có cần tự động rồi thì mình bỏ vào. Đó, cái khay nhựa này còn rất là đẹp nha, không có bị bể gì nha anh em. Rồi anh em nào thích cái hộp đựng khẩu của Marvel này. Đó. Này. Rất là em ha, khóa lại này. Đó. Hộp này thì nó nặng được là nó chín lạng luôn anh em, gần 1 kg nha, cũng khá là nặng nha anh em. Đó. Chiều dài 37 cm này. Chiều ngang 13 và chiều cao là được 4 ha. Con này A37 ha, 250. Đây, A38 còn có một cái bộ rút EV cluster mới tinh đúng anh em. Đây. Đó, còn đinh rút rất là nhiều luôn nè. Đây là đinh rút của nguyên bản của cluster luôn, nó một hộp quá trời luôn anh em. 4 ngang luôn này, 5 ngang luôn này. Đó. Thì cái này nó lộn xộn nha anh em, bự nhỏ nó lộn xộn luôn này, thì anh em mình dùng. Bộ này mắc tiền kinh khủng luôn, HR01 ha. Và con bộ này cũng mới lắm. Anh em xem cái con rút EV này nó đầu mấy căn à. Tại vì mình mua hàng mới thì giá nó cao, mình mua bộ hàng bãi thì giá nó rẻ hơn. Đó. Hàng của Lotte rất là chất lượng rồi. HR001 nha. Anh em mình mua lẻ cái này thì giá nó cũng cao rồi. Đó. Ngoài tiền triệu không nha anh em, không có rẻ được ha. Đây, em bốn đầu anh em thấy nó ái hết ha. Em rút thử một cây cho anh em mình xem này, nói chung là ngon lắm. Hàng của Lotte thì anh em yên tâm mua em xài nha. Và cái này thì được cái là mũi thẳng đó nha anh em, đó mũi thẳng đó ha. Đó, đây bỏ vào mình cứ rút thôi. Tại cái tay em hơi trơn này, rút hơi lâu tí này. Đó. Đây. Đó, ha. Hàng của hàng Lotte nha anh em, đó, kêu cái tực phát, đó, đinh nó nhả đây luôn nè ha. Đó, rút rất là êm nha anh em. Hàng Lotte thì bao anh em mình xài rồi. Đó, còn cái cây rút này mới tin là nếu mà cái cây này em bán lẻ không thì cũng đã 500-600 nghìn rồi anh em. Đó, cây này giá mới đó tiền triệu nha. Nó chưa tính cái hộp này nha anh em, cái hộp còn khá đẹp luôn nè. Và nó có một cái cây mở ốc này. Cái cây Lotte này, cây này để nó thay những cái đầu bét nha, thay những cái đầu bét này. Đó. Rồi, anh em là thích cái bộ của Lotte này ha. Loại này là loại HR02. Đó, anh em mình có thể mình tham khảo giá trên thị trường được ha. Đó, bộ này nó rất là mát tiền. Rồi mã số cho cái bộ này của mình ha là A38 giúp em nha anh em. A38 bộ này em để giá 800.000 ha, 800.000 của Lotte ha, còn rất là mới ha. Thay vì anh em mình mua hàng mới thì mình mua cái hộp này thì mình xài khá là ok rồi. Hàng của Lotte ha, hiệu tâm hồng. Rồi anh em thích cái bộ rút EV của Lotte này, mã số là A38 nha, giá 800. A39 có một cây cưa Gomboy anh em. Cái này thì về ngoại hình nó không có được đẹp lắm, nhưng mà cái lưỡi cưa nó còn bán lắm nha. Và con này thì Gomboy 2.4. Đây. Nè. Rang cưa anh em mình thấy nó còn luôn cái phần màu đen đen á, nhiệt liệu đó ha. Nó còn
cái lưỡi cưa này còn rất là mới này ha, còn rất là bén này, anh em thấy cái đầu mũi nhọn không đó, người ta dùng lướt thôi nên là cây cưa này còn rất là bén nha anh em đó. Đây, sửa vào cảm giác tay là còn rất là bén ha. Đó, về hình thức thì để bãi lâu ngày thì nó hơi cũ cũ, cán cũng không có mới lắm ha. Đây còn bòi hạ tức từ cán cũng không có mới lắm ha, nhưng mà được lại bù lại cái lưỡi nó còn bén ha. Con bòi 2 tấc 4 nha, này cho anh em mình xài là ngon lành. Rồi cái cưa con bòi 2 tấc 4 này ha, mã số của mình là A39 giá 250 giúp em đó. A39 nha, 250.000. Rồi nếu mà anh em mình thích hàng đẹp hàng ngon thì mình chốt con này cao hơn cả 100.000 luôn thì nó sẽ khác ha. Đây cán cưa đồn đẹp này, con bòi 2 tấc 4 này, made in Japan. Con này ha rất là mới nha anh em, này cán cưa này, quay cận cảnh vào da cưa cho anh em mình xem luôn. Đó, siêu kỳ ha. Lưỡi đồ trên phao. Đây. Cái này thì nó gần như là mới rồi. Đó, siêu kỳ 2 tấc 4 này. Đó, cái này nó gần như là mới rồi nha anh em. Lưỡi là bao mới cho anh em luôn. Cái này là chưa xài. Thì giá nó cao hơn thôi. Đó, hàng chưa xài mà đúng không anh em? Nó giá sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà con này được cái là lưỡi 2 tấc 4 nữa. Nên là giá thành nó cao nha anh em. Rồi con 2 tấc 4 này em để giá là 350 nha. Mới tinh nè. Cái này gần như là chưa xài. Đó. Giá nó cao hơn A40 ha, 350. A41 thì hôm nay em còn có 1-2 giây nữa anh em, hết luôn rồi, thanh lý luôn. Thanh lý này là thanh lý giá giống luôn cho anh em nè, 100.000 một giây. Này là sợi dây hàng 7. Anh em mình thấy là có thể uốn éo được rất là nhiều ha, hoặc là mình bán vào trong góc sau. Đây, một cái sợi dây em gọi là sợi dây truyền động đi. Đây, khi mà mình đây là chui 6.35 mình dùng máy bấm vít ha, mình qua thì cái đầu bên này nó sẽ qua theo. Đó. Bên này thì cái ruột này nó làm bằng thép. Bên trong là mình sợi dây thép nó làm theo kiểu sắt ốc ha, và bọc bên ngoài là một cái lớp cao su nên là cầm khá là êm. Đó. Thì sợi dây này nó dài được là 60 cm nha anh em. Sợi dây này nó dài được là 60 cm. A41 ha. A41 giá 100. A42. Đây em có một cái bộ vít đắm này nè em. Đây, bộ vít đắm hàng 7 còn khá là đẹp. Cái này đáng lẽ nguyên bản của mình nó được 4 cái đầu vít lặn nhưng mà hiện tại ở bãi nó rớt rồi, em chỉ còn có được một đầu à. một đầu thì cũng được dùng ok rồi nha anh em. Chà, đầu rớt của thằng này luôn rồi. Đầu này đầu vít dương nha. Để em lấy ra nha mọi người. Nãy vệ sinh tụt luôn trang này luôn rồi. Đây. Đầu vít đóng hình đèn xì dương. Và đầu này thì anh em mình dùng để mình đóng là khá là ok này nha. Nó có hộp đồ đẹp nha anh em. Đây, nó để là Impact Driver gì này ha. Còn khá là mới nha anh em. Đây. Thì vít đắm sẽ có 2 chiều. Đó, anh em mình thấy này, sử dụng khẩu này của mình là khẩu 1/2 luôn nha. Khẩu 1/2. Đó, cái này là đầu để anh em mình vít. Còn anh em mình có thể mình đóng những khẩu ra ha, đóng đầu khẩu đầu tiếp ra thì cái đầu này 1/2 này. Thì nó sẽ có LR nha anh em, LR là 2 chiều này đó, anh em mình sẽ đóng ra đóng vô này. Đó, mình xoay ha. Đó, nhắn vô mình xoay. Đó, đây, nhắn vô mình xoay đây ha. Thì nó có 2 chiều LR này. Nhiều khi anh em mình hỏi sử dụng sao này đó, thí dụ mình đóng vào thì mình cứ dặn theo cái tay này đó, mình nhắn vô nha, nhắn vô này, mình sẽ dặn theo cái thế tay này, mình sẽ biết đầu ra đầu vô nha anh em. Đó, đây đầu mũi vít của mình đây ha. Đó, một cây vít đóng nha anh em. Thì cái này nó có một cái đầu mũi dương thôi, một cái đầu mũi dương đó. Rồi anh em thích cây vít đóng là còn đẹp nha anh em. Cái này em nghĩ là gần như là người ta xài lướt thôi đó, anh em thấy còn khá là mới đẹp này. Đó, đây là logo của hãng này anh em, Impact gì này ha, Driver Hano 2500. Rồi cái bộ vít đóng này nó có một cái mũi dương này ha. Đó, một cái mũi dương này. Đó. Em để trang này luôn anh em đeo lọt trang này luôn nha. Vì anh em mình lấy kìm mình lấy ra ha, chứ nhiều khi giao hàng đồ này nó rớt ha. Đó, về mình lấy kìm mình lấy ra thôi. Rồi, cái bộ vít đóng này mã số của mình là A42 nha. A42. Bộ này giá 400.000 nha. 400 nha anh em. Đó, 400.000 cho bộ này. A42 giá 400. A43 là một cái bộ mũi khoan. Một cái bộ mũi khoan, cái này thì hàng bãi luôn. Đây mình nhắn cái này vô ha, lấy ra nó. Thì cái này cái mũi khoan của mình nó kiểu màu bạc bạc anh em, có thể là mình khoan được inox không thì em không rành, nhưng mà cái mũi khoan này thì nó khoan thép này. Đó, anh em thấy những cái bài dưới có thép này, mà cái đầu mũi khoan này người ta dùng lướt thôi còn rất đẹp, mà đầu mũi mới tinh hết nha anh em. Đó, rồi thông số của mình này thì cái lớn nhất này của mình là HSS là thép gió nha anh em, anh em mình khoan sát khoan đồ ok nha. HSS này 6.5 này. Đó. Đây, trong này nó có để nha anh em, thông số của mình nè, 6.5 này, 6 ly này, 5.5 này, 5 ly này, 4.8, 4.5, bên này là 4 ly, 3.5, 3.2, 3.0, 2.5, 2.0 và 1.5 nha. Tổng cộng là 13 mũi.
ha, 13 mũi này anh em mình quan sát con đùa này nha anh em. Đó, HS là thép gió. Rồi anh em nào thích cái bộ mũi khoan thép gió này, đây hộp đồ đẹp ha, mình treo lên được. Mọi người cho giúp em mã số là H43 nha, 200.000. H44 thì em có một cái bộ cờ lê 2, 4, 6, 7 chiếc của KTC nha, 7 chiếc của KTC. Rồi bộ này thì nó chỉ thiếu cây 10 ly thôi, anh em mình bổ sung cây 10 ly nữa là mình đủ dùng trong gia đình rồi. Đầu tiên của mình là cây nhỏ nhất, cây 8 ly này, KTC nè, Kito Tun này ha, thép alloy. Còn đẹp nha, nước xì còn đẹp nha anh em. 8 ly này, rồi tới 12 ly này. Đó. 2 ly là còn mới này. Đó. Thép alloy steel này. Đó. 12 này. Rồi, tiếp theo là 13. Đó, KTC 13 ha. Rồi 13 rồi tới 14. 13 rồi tới 14 ha. Còn đẹp anh em, còn 14 này mới tinh luôn ha. Rồi 17. Ha, 17 còn đẹp luôn nè. Đó. 17 rồi tới 19. Tới 19 nè, 39. 19 còn đẹp luôn nè anh em. Và lớn nhất của mình là 21 nha anh em. Đó, bộ này anh em mình sử dụng sửa xe trong nhà rồi ok rồi. 21 ly. Đó, KTC Kyoto Tun ha. Thép alloy steel. Rồi, bộ KTC này gồm có là 7 chiếc nha anh em. 7 chiếc, bộ này em để giá 600.000 đó. Tính ra có tầm khoảng là 8 mấy nghìn một chiếc thôi anh em. Anh em mình mua lẻ giá 100 mấy cây rồi cũng cao rồi ha. A44 600.000 cho 7 chiếc ha. A45 một cái thùng đồ nghề rất là đẹp của Marvel nha anh em. Đây, là lòng có đựng thùng đẹp ha, dạng cao tầng. Nóc nhà mà hai tầng nè. Rồi cái thùng này nó nặng nha anh em, nó nặng tới là 2,7 kg lần nha. Nặng 2,7 kg đó anh em mình xem hình thức nè. Ở chỗ này thì nó có bị tróc sơn nhẹ chỗ này thôi. Ở dài tới 46 cm nha anh em. Con này nó siêu dài luôn. Đó, đáy thùng đồ ok hết nè. Mạch bên nè, hai chốc hai bên. Đó, màu sơn xanh đồng đẹp ha, Marvel. Rồi tay cầm của mình là bằng nhựa cứng ha, rất là chắc chắn. Đây bên trong này, đây bên trong thì nó sẽ có một cái khay nha anh em. Đó cái khay này anh em mình thấy đường đồ đường tiếp đường khẩu ở bên trên này. Đó anh em thấy bên trong mới toang luôn. Đó rất là đẹp, hai tầng thiết kế hình nóc nhà ha. Đó, của Marvel. Đây, rất là đẹp nha anh em. Nặng 2,8 kg không, 2,8 kg nha anh em. Nó nặng 2,7 kg. Rồi con này là được cái là cái chiều dài nó rất là dài nha, nó dài tới 45 sen nè, 45 sen phù hộ cho mình để những cái đồ dài nha anh em. Rồi chiều cao được là 15 nè, và bề ngang là cũng được là 15 nè anh em, cao 15 ngang 15 luôn ha. Rồi cái thùng này rất là dài nha anh em, của Marvel nè, Marvel rất nổi tiếng. A45 giúp em nha, 450. A46 thì một cái thùng của Hozan, thùng này đựng máy đựng đồ cũng được. Này hai khóa hai bên nha. Đó. Hai khóa hai bên nè. Rồi bên trong này anh em rộng rãi, anh em mình muốn đựng máy hoặc là mình đựng đồ nghề đều được ha. Hozan anh Hozan ha. Rồi chiếc hộp này thì nó nặng được 1,1 kg nha anh em. Hộp này nó nặng được là 1,1 kg này, chiều dài được là 33 này, chiều ngang 12 và chiều cao 9 sen ha, được 9 sen. Rồi anh em thích cái thùng này mọi người cho em là A46 nha, 180.000. Rồi mã số cuối cùng cũng là một cái con siêu phẩm đằng ngày hôm nay. Em báo giá cho mọi người luôn 2,3 triệu con này. Một cái con mỏ lít nhôm mà nặng kinh khủng luôn và nó còn rất đẹp cho anh em sưu tầm nha. Này của thương hiệu Super Japan nha anh em. Super Japan này ha. Dòng này là AB900. Đó anh em thấy cái màu màu nhôm của mình còn rất đẹp luôn nè, anh phù hợp cho anh em mình thích cái hàng bãi mà nó còn đẹp ha. Đây Light Alloy nha anh em, Light Alloy là cái ngàm bằng thép nè, và con này là cái dòng ren nhuyễn à, rất là hiếm nha anh em. Hàng bãi là anh em mình thấy rất là nhiều, nhưng mà những con đẹp như thế này thì không có đâu ha, rất là hiếm, của thương hiệu Super này. Đó logo hãng này anh em, size 900 nè, của Nhật nè, Japan này ha. Đó con này thì để em lấy cái cân, em cân thử mọi người nha, nó nặng lắm anh em. Rồi con này nó nặng 5,9 kg nha anh em, gần 6 kg nha. Đó, anh em mình xem mua ngầm này nó cũng mới tinh luôn, còn rất là mới nha. Đó.
lau dầu hết rồi anh em thấy không, trông hàng đẹp 36 inch nha anh em, 36 inch rất là hiếm nha, và bằng nhôm nữa nên là phù hợp cho anh em mình dùng vào việc lớn này hoặc là mình sưu tầm này. Cái này là đúng đúng chắc còn đẹp luôn nha anh em. Thì em sẽ quay cận cảnh cho anh em mình xem luôn này. Đó, 2.3. À, đây màu nhôm của mình luôn này, nó còn rất là sáng nha, không có cắn, không có trầy nhiều đâu anh em. 36 inch heavy duty làm việc nặng này, và đuôi nó có chữ Japan này, gập nối ha. Này bộ này cũng vậy, cầm khá là nặng nha, quay cũng rất là vất vả nha anh em. Đó, alloy nha anh em, alloy là cái ngàm bằng thép alloy á ha, thép rất là cứng luôn. Cái này là bằng nhôm, cán là bằng nhôm này, còn cái ngàm là thép alloy này, super này. Đó, thì con này khi mình quay ra hết này, em quay ra ha, em đo cái độ mới ngàm cho anh em. Đó, anh em thấy cái thiết kế của mình nó có cái bo như thế này nha, để nó ngậm ốc cho anh em, rang của mình rang nhuyễn nha, rang nhuyễn. Đó, rang nhuyễn thì mình kẹp rất là chắc luôn. Rồi, về cái độ mới ngàm thì cái con này anh em mình có thể mình mở được tầm khoảng là 13 cm nha, tầm khoảng là 13 cm nha, rất là rộng. Đây, rất là đẹp ha. Đó, cái này thì anh em mình sưu tầm là đúng bài nha. Đây, em qua cho mọi người thấy chữ super này. Đây, kiểu dáng khi mà anh em mình qua lại này đó, anh em thấy không, rất là đẹp nha anh em. Anh em mình nhìn cái nước xi cũng đã thấy đẹp này, super này, thép alloy steel này, đó, logo hãng này, anh em thấy không, rất đẹp. Nói chung là đẹp mới có giá này nha anh em, chứ hàng bãi thì nó cũng nhiều loại lắm, những cái anh em mình mua xài thì nó khác, còn những cái này nó trông là đẹp, anh em mình có thể mình sưu tầm nữa, nên là cái giá nó cao. Thì thường thường nếu mà mình mua cái giá nó mới thì nó cao ha, mình không có đủ điều kiện hoặc là mình thích cái hàng bãi đẹp thì mình chốt con này nha. Rồi, con này em đã báo giá cho mọi người rồi, mã số của mình là N, mã số là A47 nha, 2.3 nha anh em, A47 giá 2.3. Thì cái giá này là em đã bao ship cho mọi người rồi, mọi người nếu mà mọi người vui lòng mình chuyển khoản giúp em nha, hoặc là mọi người có thể mình ship code cũng được, ship code thì mọi người thanh toán thêm cái phí vận chuyển giúp em, còn chuyển khoản thì em bao ship cho mọi người. Rồi, thêm tháng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.